Hai con cá đen và trắng được nuôi trong bể hình bát quái. Thám tử Cố trong nháy mắt đã nhìn ra, hình bát quái âm dương này là do có người cố ý sắp đặt. Mục đích là vì muốn trấn áp ma quỷ, anh ấy bảo thuộc hạ di chuyển bể cá, để xem phía dưới đang che giấu điều gì. Nhưng lúc này dì hai đột nhiên kích động, bất luận thế nào cũng không được động vào bể cá. Tôi sẽ sống chết với anh ta. Đào. Vâng, các người không được đào. Làm vậy sẽ chọc giận thần linh. Ma quỷ sẽ nổi giận, ngay lập tức sẽ hiện nguyên hình. Rất nhanh đám thuộc hạ đã đào được một thi thể nữ từ dưới bể cá. Đại tiểu thư đứng bên cạnh, nhìn thoáng qua đã nhận ra A Hoàn của mình mất tích bấy lâu nay. Tiểu Xuân. Dì, không phải dì nói. Tiểu Xuân đã về quê rồi sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Sau khi khám nghiệm tử thi, đã phát hiện Tiểu Xuân bị bóp cổ chết từ nửa tháng trước, và cô ấy còn đang mang thai 3 tháng. Vậy thì tất cả điều này đều đã được lý giải. Sau đó thám tử Cố đến chất vấn người vợ lẽ, anh ấy cũng tìm thấy sợi dây giết hại Tiểu Xuân ở trong phòng của bà. Bà dì hai hoảng sợ không thốt nên lời. Thám tử Cố thuật lại toàn bộ sự việc đã xảy ra. Bởi vì Bạch lão gia và Tiểu Xuân nảy sinh tư tình, nên bà mới ra tay giết Tiểu Xuân, mượn cớ lão gia bị thương để đổ lỗi cho Tiểu Xuân. Sau đó gọi Tiểu Hổ và con Sen đến, dùng dây trong phòng thắt cổ giết chết cô ấy, mượn danh nghĩa về quê để che mắt mọi người. Sau đó, bà ném Tiểu Xuân xuống giếng, rồi phủ đất lên, còn dùng cái bể hình bát quái để nuôi đôi cá hắc bạch, đè lên cô ấy. Đúng không, dì hai? Mặc dù hung thủ giết Tiểu Xuân đã được tìm thấy, nhưng những người hầu bóp cổ Tiểu Xuân cũng lần lượt chết. Thanh tra Cố cảm thấy chắc chắn có kẻ đứng sau chuyện này. Đại tiểu thư yếu đuối, mà có thể ngay lập tức kéo đi một trượng phu. Nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra trước đây. Mười mấy năm trước, ở Bạch Phủ, có một đứa trẻ đã bị quỷ ăn thịt, Bạch tiểu thư nói. Sau khi Bạch lão gia bị thương, A Hoàn của cô ấy, Tiểu Xuân đã không từ mà biệt, mà về quê. Sau đó đột nhiên xảy ra vụ án ma quỷ giết người ở Bạch Phủ. Tiểu Xuân còn đang mang thai, thám tử Cố đột nhiên có manh mối. Thế là nửa đêm anh dẫn thuộc hạ của mình vào Bạch Phủ, biết chắc rằng con ma sẽ lại chạy đến phòng thiếu gia Bạch để gây án. Nhưng điều nó không ngờ rằng, người nằm trên giường lại là thám tử Cố. Thanh tra Cố phát hiện cái gọi là hồn ma, thực chất lại là một con rối được điều khiển bằng dây mỏng. Cho đến khi anh ấy nhận ra điều gì đó không ổn, thì ở bên này, thiếu gia Bạch và tiểu thần đã bị bắt. Anh ấy vội vàng xông vào phòng Bạch tiểu thư, thì phát hiện trong phòng cô ấy còn có một mật thất. Trong mật thất, Bạch tiểu thư đã treo cổ thiếu gia và tiểu thần, bên dưới còn trải rất nhiều đinh nhọn. Nhìn thấy thám tử Cố đã tìm đến cửa, nhưng cô ta không hề ngạc nhiên. Bạch tiểu thư, đó là Bạch thiếu gia. Tôi là đàn ông, không thể nào. Chị, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thanh tra Cố nói rằng hai người hầu đã bị cô ta đầu độc chết, rồi giả vờ là bị một hồn ma giết chết. Bạch tiểu thư liền gỡ bỏ lớp mặt nạ, rồi kể cho họ nghe về quá khứ của cô ấy. Khi anh ấy còn nhỏ, dì hai vì con trai của mình, tìm người làm đạo sĩ lừa gạt Bạch lão gia, trói chân anh ấy rồi nuôi anh ấy như một đứa con gái. Trong lúc cô ấy đau khổ nhất, chỉ có Tiểu Xuân là luôn luôn bên cạnh. Mãi đến sau này, Tiểu Xuân có con của anh ấy. Sau khi bị Bạch lão gia biết chuyện, ông ấy muốn hai người mang theo gia sản rời đi. Kết quả là đột nhiên Tiểu Xuân mất tích. Khi anh ấy biết Tiểu Xuân bị giết hại, anh ta nổi điên báo thù Bạch phủ. Cho dù là người hầu đã trói chân anh ấy năm đó, hay là bà dì đã giết Tiểu Xuân và con trai của anh ấy. Nói đến đây, anh ấy cứ thế mà đưa tay lên cắt dây. Thám tử Cố trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đã cứu được tiểu thần, sau đó rút súng bắn vào tay của Bạch tiểu thư. Lúc này, đám thuộc hạ đúng lúc chạy tới. Trước khi bắt Bạch tiểu thư, anh đã yêu cầu em của mình cho ăn một viên kẹo. Trong lúc cho viên kẹo vào miệng, thám tử Cố đột nhiên giơ tay ngăn lại. Hai chàng trai nửa đêm uống rượu say, đột nhiên phát hiện đằng sau có một cô nương xinh đẹp. Nhưng khi nhìn gần hơn một chút, cô gái đó thực ra là một con ma cương thi. Hai người cứ thế mà vắt chân chạy thục mạng. Rất nhanh sau đó, phòng tuần tra nhận được án, nói rằng có thi thể chết ngoài đường phố. Thanh tra Cố ngay lập tức mang người đến hiện trường. Đó không phải là một thây ma sao? Thật kinh tởm. Tình trạng của thi thể rất phức tạp, tôi cần khám nghiệm tử thi ngay lập tức. Thông qua khám nghiệm tử thi, cô gái chết cho nhiễm trùng máu do mặt mưng mủ, và trên mặt cô ấy có rất nhiều vết da khâu, một vài trong số đó là của người khác. Thám tử Cố cho rằng chắc chắn vẫn còn nạn nhân khác. Rất nhanh sau đó có một đôi vợ chồng tìm đến phòng tuần tra. Họ nói muốn nhận lại con gái. Trong lúc hai ông bà đang khóc lóc thảm thương, bà mẹ bỗng nhiên phát hiện trên người con gái thiếu một nốt ruồi. Đây không phải tiểu thúy nhà chúng tôi, không phải tiểu thúy nhà tôi. Ở đây không có nốt ruồi. Con gái của chúng tôi có mụn ruồi ở đây. Nghe đến đây, thám tử khẳng định đây có lẽ là bị đổi mặt. Còn nói con gái của bọn họ khả năng vẫn còn sống. Thế là anh phái người đi tìm kiếm xung quanh nơi xảy ra vụ việc. Sáu người họ tìm thấy một bãi cỏ rơm. Trong đống cỏ đột nhiên có một bàn tay thò lên nắm lấy tay anh. Sao thế? Cái gì? Ngươi ở đâu? Đó là cái gì? Ma, cứu tôi với. Đó chính là Tiểu Thúy, con gái của cặp vợ chồng già. Thật may là cô ấy được kịp thời phát hiện. Lúc đưa đến bệnh viện may là vẫn còn thở, chỉ là trên mặt chẳng chịt những vết sẹo đáng sợ. Tiếp theo, thám tử Cố thông qua trang phục của hai người tìm đến ông chủ của tiệm may. Dưới sự uy hiếp của tiểu thần, anh ta mới tiết lộ danh tính của kẻ sát nhân. Đó là Trích Tinh Các, một tên mà không ai dám động vào ở Thượng Hải. Trích Tinh Các.
Tiếp theo cả hai người chuẩn bị đi tìm kiếm Trích Tinh Các, nhưng việc này lại bị thanh tra Lư kiên quyết từ chối, còn nói bọn họ nên dừng lại. Tiểu thần cảm thấy vô cùng bất mãn rồi rời đi. Nhưng thanh tra Cố đã lên kế hoạch để mình và tiểu thần bí mật đi điều tra, để xem Trích Tinh Các rốt cuộc là kẻ nào.